Anh chơi chưa? Chị em cứ nghĩ chị chu ra không phải chị đến tự sát như vậy đâu. Sao tự nhiên vậy chị? Em đã thấy một chuyện. Dính dính. Là đoạn văn chị chu ra gặp một người phụ nữ đó, thực sự rất lạ đấy. Người phụ nữ đó đã nói với chị chu ra là hãy tránh xa người đó ra. Nếu không, cô cũng sẽ phải chết. Sao? Người đó là? Chuyện đó thì em không biết. Đồ văn đó đâu rồi, em tới chỗ cảnh sát chưa? Nếu dụ hành ra là một người giết người, chỉ vì em sẽ không bị như thế nào. Tất nhiên, đừng nói chuyện đó đi. Con chuyện đó bắt đầu đánh xuống rồi. Nó có thể sẽ bị thổi phồng được. Vậy cho nên, đợi bắt đầu. Dính lại có thể là khó nhiều. Anh xem được không? Anh xem được không? Đã mất rồi. Cháy xong đi ở nhà của cậu mà.